chiến tranh đã tạo ra những vết thương. Nhưng từ trong và sau chiến tranh, dù ở chiến tuyến nào, vẫn luôn có những trái tim dũng cảm, những trái tim yêu chuộng hòa bình. For the sweetness and joy of the giving, to help folks along with a hand and a song, now there's the real sunshine of living. Carry on, carry on. Make the world better for you. Cuộc đời cho chúng ta trái chanh thì chúng ta hãy làm nước chanh mà uống. Đừng ngồi đó nhìn vào trái chanh mà nghĩ là cuộc đời chua chát. Phạm Đức Trung Kiên, người con Việt Nam ưu tú được vinh danh trên đất Mỹ, người đã vượt qua nghịch cảnh với căn bệnh thoái hóa võng mạc để bước đến giấc mơ tri thức ở Đại học CU Boulder, lấy 2 bằng thạc sĩ ở Đại học Stanford danh tiếng, xuất sắc bước vào chương trình lãnh đạo trẻ White House Fellow, là người Việt hiếm hoi từng làm việc tại Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, và từng giữ những vị trí quản lý cao cấp của những tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới. Đặc biệt là người con luôn hướng về nguồn cội và nỗ lực xây những cây cầu giữa Mỹ và Việt Nam.